Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres vừa qua đời ở tuổi 93 sau khi lên cơn đột quỵ cách đây 2 tuần. Ông qua đời hôm 28 tháng 9 tại một bệnh viện ở Tel HaShomer. Trong sự nghiệp dài của mình, ông Shimon Peres đã nắm giữ gần như tất cả mọi vị trí chính trị quan trọng tại nước ông, kể cả hai nhiệm kỳ Thủ tướng, Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao. Ông là thành viên phục vụ Quốc hội lâu năm nhất trong lịch sử của Israel với 48 năm. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói ông Peres đã cống hiến cả đời cho quyền tự quyết của nhân dân Israel. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho rằng không có ai đã làm nhiều hơn ông Shimon Peres để xây dựng liên minh giữa Hoa Kỳ và Israel. Và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nói với cái chết của ông Peres, Trung Đông đã mất đi một người nhiệt thành cổ vũ cho hòa bình và cho hòa giải. Ông Peres ra đời năm 1923 tại vùng đất ngày nay là Belarus. Gia đình ông rời sang Israel khi ông lên 11 tuổi, lúc mà vùng đất sau này trở thành nước Israel vẫn còn nằm dưới quyền cai trị của Anh Quốc. Ông Peres trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Israel lần đầu vào năm 1952 khi ông mới lên 29 tuổi. Ông được cho là có công trong nỗ lực phát triển công nghiệp quốc phòng và không gian của Israel và tìm nguồn để thủ đắc các vũ khí tiên tiến đã giúp cho đất nước Israel mới thành lập sống còn. Ông Peres còn được cho là đã làm việc để phát triển chương trình hạt nhân của Israel mà mãi cho tới nay nước này chưa từng công nhận mình sở hữu.